Cuộc đời của các bạn sẽ phá sản rất nhanh nếu mà tin vào cái điều dại dột chết người sau đây. Trước tiên mình sẽ gửi cho các bạn đọc cái phần tin nhắn này của một khách hàng nhắn tin cho mình có Zalo tên là Thanh Tú. Đây là bạn nam nhé. Em theo dõi thầy nhiều lắm rồi. Thầy nói rất đúng. Hôm nay em muốn thầy xem bàn tay em thế nào. Mà khổ 10 năm nay rồi, làm ăn thì thua lỗ, khó khăn quá thầy ơi, nợ nần quá rồi, giờ chỉ mong thầy cho một lời khuyên thôi. Hồi trước cũng đi xem các thầy bảo, về xăm nốt ruồi son em cũng xăm mà không được gì, còn hại thêm thôi, giờ em không biết phải làm sao nữa. Số em lao đao quá thầy ạ, 44 tuổi rồi mà không nhà, cửa. Ngày xưa thì có, giờ không còn gì hết. Sống nay đây, mai đó thầy ạ. Em sinh 25 tháng 1 năm 79, Nam Mạng. Thầy ạ, cầu xin thầy cho lời khuyên ạ. Bàn tay em thế nào? Các bạn thấy không? Trong thời điểm hiện tại, kinh tế suy thoái, rất nhiều người cũng rơi vào cái hoàn cảnh này. Làm ăn thua lỗ, bết bát, tay trắng. Đến chính căn nhà cuối cùng cũng phải bán đi mà trả nợ, rồi phải chọn cái cảnh đó là đi lang thang khắp mọi nơi, rồi không còn gì trong tay nữa. Thực sự là xin chia buồn với bạn có nick Zalo tên là Thanh Tú này. Thì nhân đây mình cũng xin chia sẻ một vài cái vấn đề khi mình nhìn thấy ở trong cái mẫu bàn tay bạn. Nếu bạn có theo dõi được cái video này thì hãy cố gắng ghi nhớ lời mình nhé. Và đây, mình đã lấy cái bàn tay của bạn ấy ra đây để phân tích cho mọi người xem. Bạn ấy vừa có nói là làm ăn đã thua lỗ, đã kém rồi, mà cùng nghe theo các thầy để đi xăm nốt ruồi phong thủy, nốt ruồi son để mang lại may mắn. Nhưng mà các bạn thấy rồi đấy, có tác dụng gì đâu. Chính vì thế, nhân cái video này đây, mình cũng xin chia sẻ thật với các bạn là chớ nên đi xăm nốt ruồi phong thủy, nốt ruồi son vào trong tay làm gì. Bởi vì nó không có một cái tác dụng gì cả, nhiều khi còn lợi bất cập hại. Các bạn xăm thì nó cũng chỉ mang cái tính chất gọi là vui giải trí thôi, để nó tốt cho cái tinh thần của mình thôi. Chứ mà thực sự mà xăm để mà mang lại may mắn thì tất cả mọi người đều đi xăm hết để cho giàu, chứ không phải làm lụng gì hết, chỉ đi xăm thôi rồi ngồi chờ may mắn tới. Theo mình biết thì những nốt ruồi son mà thể hiện trong lòng bàn tay của mỗi người, nếu mà nó tự nhiên mọc lên chứ không phải là do con người tác động hay là xăm nhân tạo vô, thì nó mới thực sự mang lại cái sự may mắn. Ví dụ đây này, mọi người có thấy không? Đây, cái nốt ruồi son ở vị trí gò mộc tinh này, đấy, các bạn cũng đi xăm đây này, gò thổ tinh này cũng đi xăm đây này, đấy, gò kim tinh cũng đi xăm này, mọi người thấy không? Theo mình biết, những nốt ruồi mà tự nhiên mà mọc lên đấy, đấy, nó nằm ở gò mộc tinh thì là tốt nhất, xong lại tới gò thái âm thì lại tốt nhì, và thứ ba đó là gò thái dương, đấy, thứ tư đó là gò kim tinh. Đấy, những vị trí mình khoanh tròn màu đỏ đây, nếu mà có nốt ruồi son mọc lên thì mới mang lại cái sự may mắn, thực chất là như vậy. Mộc tinh thì lại sẽ chủ về sự khát khao, công danh, thăng tiến, phát triển và ý chí. Nốt ruồi son mà nằm ở vị trí gò mộc tinh sẽ mang lại nhiều công danh, nhiều sự thăng tiến và thật nhiều may mắn cho người chủ nhân đó. Còn nếu nốt ruồi nằm ở gò thái âm, đấy, thái âm sẽ chủ về nước, sẽ chủ về âm. Người nào mà trên gò thái âm xuất hiện nốt ruồi son sẽ là người hay gặp được quý nhân giúp đỡ, hay gặp được những cái thế lực bên ngoài giúp đỡ, rồi đi xa xứ hay gặp được nhiều may mắn. Còn người nào mà sở hữu nốt ruồi son nằm ở vị trí gò thái dương, vị trí mình khoanh tròn đây này, sẽ là người có lộc về đất đai, hay gặp được quý nhân giúp đỡ, và số sẽ dễ được thừa hưởng điền sản từ tiền nhân để lại cho. Đấy. Và nếu người nào sở hữu nốt ruồi son nằm trên gò kim tinh, vị trí mình khoanh tròn đây này, đấy, khu vực gò kim tinh này, sẽ thể hiện là người may mắn về sức khỏe, gặp nhiều tai nạn cũng đều qua khỏi một cách nhanh chóng, và số họ có thể sống được trường thọ. Đó là những cái ý nghĩa của những nốt ruồi son cơ bản nằm trên mẫu bàn tay. Ngoài ra, nốt ruồi son nó có thể nằm ở các vị trí khác trên mẫu bàn tay, ví dụ như các ngón tay, hoặc giữa lòng bàn tay, hoặc các vị trí gò khác. Nhưng hôm nay mình chỉ nói qua đây để cho mọi người biết thôi. Tổng luận lại là không nên xăm nốt ruồi phong thủy làm gì nhé. Phí tiền, không tác dụng, nhiều khi còn rước họa vào thân nữa. Và nhân đây mình cũng xin phân tích đôi lời về cái mẫu bàn tay này. Lý do tại sao lại làm ăn thất bại, phá sản, không còn gì.
thì nó cũng thể hiện rất rõ ở trên mẫu bàn tay này thôi, không có đâu xa, nó thể hiện rất rõ nhé. Mọi người thấy không, trên mẫu bàn tay này màu da tay thì sao, rất là nhợt nhạt, trắng bệch, không có sức sống. Mọi người thấy rõ không, rất là khô này, nhợt nhạt này, trắng bệch này, màu sắc nó không được hồng hào tươi nhuận mà nó lại trắng bệch. Tiếp theo nữa là các gò trên lòng bàn tay, ví dụ gò mộc tinh này thấp hãm này, gò thổ tinh cũng bị thấp hãm này, và cái gò thái dương cũng bị thấp hãm, nó trũng sâu xuống này, mọi người thấy không? Đấy, đều mang cái giá trị xấu không tốt, thể hiện là bàn tay này ít lộc, ít phước, kém sự may mắn trong cuộc đời. Cuộc đời sẽ hay gặp nhiều chuyện bất hạnh, không hay nó xảy tới. Còn những bạn nào mà các vị trí gò mình khoanh đây, ví dụ mộc tinh này, thổ tinh, thái dương nó nổi cao này, hồng này, lại còn đầy đặn nữa này, và da tay lại mềm nữa này, chắc hẳn người đó có bàn tay phúc tướng và cuộc đời sẽ hay gặt hái được nhiều những cái sự thành công may mắn, bởi vì bàn tay đó là có phúc, có lộc sẵn, tiền định trong cái bổn mệnh. Và khi ta nhìn kỹ lại thì ta chỉ thấy có mỗi cái gò kim tinh là nổi cao này. Người sở hữu gò kim tinh nổi cao sẽ thể hiện là người có thể lực tốt, sức khỏe tốt, ít đau ốm bệnh tật và tuổi thọ tương đối là cao. Đấy. Chỉ có mỗi gò kim tinh nổi cao thôi. Và khi ta quan sát kỹ nữa, đó là đường chỉ chính, đường chỉ sinh đạo. Ở giai đoạn đầu đường chỉ sinh đạo có 1-2 nhánh hướng lên. Mọi người thấy không? 1 nhánh hướng lên này, 2 nhánh hướng lên này. Đây là cái điểm khởi đầu nhé. Người mà sở hữu những nhánh hướng lên này chạy thẳng lên gò mộc tinh sẽ là người chịu khó, rất cần cù trong công việc, lam lũ và không có tính cách chơi bời nhé. Đấy, người nào cứ mặc định mà sở hữu đường nhánh hướng lên gò mộc tinh sẽ là người rất chịu khó nhé, rất cần cù trong công việc nhé, rất ít chơi bời nhé, chỉ biết chí thú cho công việc làm ăn thôi. Thì đây, chủ nhân mẫu bàn tay này có một cái đức tính rất tốt, đó là cần cù. Đây là một điểm cộng. Nhưng mà mẫu bàn tay này xuất thân cũng khá vất vả. Mình có thể chỉ rõ cho mọi người biết được cái điều này, đó là vị trí mình đóng khung hình màu đỏ đây, mọi người thấy không? Giai đoạn đầu của đường sinh đạo nó chạy tới vị trí này đây, nó đều rất là mờ lạc, nó nhạt lắm. Đường chỉ sinh đạo ở khu vực khung này nó không được đậm, nó thể hiện là người xuất thân vất vả, bước ra đời hai bàn tay trắng, chả có gì. Cuộc đời có được chút thành công rồi cũng bị thất thoát ra hết. Nói chung là cuộc sống rất là mờ nhạt, chất lượng cuộc sống rất kém từ trẻ tuổi cho tới trung niên. Chính vì thế đường chỉ sinh đạo ở cái khoảng mình đóng khung này đây, nó rất là mờ, rất là nhạt và không có đậm sâu. Căn cứ trên đường chỉ sinh đạo ta cũng thấy rõ cũng có một vài nhánh hướng lên. Đấy, màu vàng mình vẽ cho mọi người xem này, một vài nhánh hướng lên nhưng mà nó rất là mờ, nó mờ lắm. Và những cái nhánh hướng lên này lại nằm trên đường chỉ sinh đạo mờ nhạt. Chính vì thế cái thành quả của chủ nhân mẫu bàn tay này gặt hái được trong thời điểm trẻ tuổi và trung niên cũng không đáng kể là bao nhiêu. Tiền có vào rồi cũng ra hết sạch, không có giữ lại được. Tiếp theo nữa, ta sẽ quan sát đường chỉ chí đạo, vị trí mình khoanh màu xanh này, mọi người thấy không? Đường chỉ chí đạo của người này rất đậm, rất ưu tú. Về cuối nó còn phân nhánh sẽ làm đôi nữa, mọi người thấy không? Phân nhánh sẽ làm đôi này. Đấy. Nó thể hiện là người thông minh, ứng biến, nhanh nhẹn. Khi đã nhập vào đầu một sự kiện, một vấn đề gì đó thì họ sẽ thông hiểu ngay. Tư duy của họ rất là nhạy bén. Nhưng thông minh thôi thì vẫn chưa đủ, phải có sự may mắn nữa cơ. Nhưng mẫu bàn tay này thiếu phước quá. Chính vì thế cái sự thông minh không đem lại thành công cho mẫu bàn tay này. Ví dụ này mọi người cũng thấy ngoài đời rất nhiều. Rất nhiều bạn thông minh lắm, học giỏi lắm, được mấy bằng đại học, nhưng mà rốt cuộc rồi ra trường cũng không xin được việc, rồi đi làm trái ngành trái nghề, rồi cũng chỉ lương ba cọc ba đồng mà đủ sống mà thôi. Đấy. Vì thế trí tuệ nó cũng chỉ đóng góp một phần nào đó cho cái sự thành công. Quan trọng là trong cung mệnh của các bạn có số giàu có hay không đã, hoặc là cung mệnh của bạn có phước lộc nhiều hay không. Đó mới là cái thứ cốt lõi. Các bạn cũng thấy rồi đấy, rất nhiều người học hành rất kém, tư duy của họ không thực sự là thông minh, nhưng ra cuộc đời họ hay gặp được nhiều cái sự may mắn, thành công từ đâu đâu đưa tới, khiến cho cuộc đời của họ trở nên giàu có, phất lên trông thấy. Và mình có lấy một cái ví dụ ở chính bản thân mình, đó là mỗi cái lần mình đi họp lớp cũ ngày xưa thì những cái bạn mà học giỏi là lớp phó, lớp trưởng,
ngày xưa học rất xuất sắc. Hiện tại thì các bạn ấy cũng chỉ làm công nhân viên chức bình thường mà thôi, lương cũng chỉ đủ sống. Còn những bạn mà ngày xưa học rất kém, rất yếu, nhiều bạn cũng là học sinh cá biệt nữa, nhưng mà bây giờ bạn ấy nhảy ra kinh doanh, giàu lên rất nhanh chóng. Mình không đánh đồng tất cả, nhưng mà khoảng đến 6-70% là như vậy. Ví dụ này chứng minh cho chúng ta thấy cái sự may mắn nó rất quan trọng đối với mỗi chúng ta. Và quay lại vấn đề chủ nhân mẫu bàn tay này đây, có một cái ngón tay cái rất nhỏ, cái đầu ngón tay cái nhỏ này, nó hơi nhọn này, mọi người thấy không? Đây sẽ là dấu hiệu của người hay nản chí, tính cách sẽ hay thay đổi giữa chừng. Họ là người rất chịu khó rồi đấy, nhưng mà tính cách hay thay đổi quá, mau nản chí, không kiên định một cái vấn đề gì được xuyên suốt. Chính vì thế đây cũng là một điểm yếu rất lớn cho cái mẫu bàn tay này, cần phải có sự khắc phục. Và cái đoạn cuối tin nhắn, bạn ấy có hỏi mình, bảo là thầy hãy cho tôi một lời khuyên bàn tay này phải như thế nào. Thì nhân đây mình cũng xin đưa ra một cái lời khuyên đối với chủ nhân mẫu bàn tay này, là hãy nên đi xa quê hương lập nghiệp thì sẽ tốt hơn. Bởi vì về cuối đường chỉ sinh đạo của bạn này nó đậm dần, và nó sẽ nhánh ra làm đôi, mọi người thấy không? Đấy, nó sẽ là nhánh ra làm đôi. Đấy. Sẽ là người có số đi xa, làm ăn nó sẽ khá hơn. Và không nên đứng ra làm chủ nhé. Bởi vì tay này đứng ra làm chủ sẽ thất bại ngay. Chỉ lên đi làm thuê, làm công, ăn lương cho người ta thì sẽ là tốt nhất. Bàn tay này chỉ cần nhảy ra làm chủ phát là thua lỗ ngay. Bởi vì không có số làm chủ. Làm lớn là đi ngoài cái phước, đi ngoài cái khả năng của bản thân là chỉ có thất bại mà thôi. Con người ta sinh ra, mỗi người đều có một cái số phận, mỗi người đều có một cái công việc đi theo với nghiệp lực của bản thân. Và cái quan trọng ta phải biết là cái năng lực của ta tới đâu, và phải sống đúng với năng lực đó. Nếu ta vượt ngoài cái năng lực, ngoài cái khả năng đó thì thất bại sẽ cầm chắc trong tay. Ví dụ một cái xe máy, tải trọng của nó chỉ chở được khoảng 100kg, mà ta lại chở vượt mức nó, đó là 150kg, thì chắc chắn chiếc xe đó sẽ hỏng rất nhanh, không sớm thì muộn. Con người ta cũng vậy, phải biết ước lượng được cái khả năng của bản thân như thế nào. Thì đây chính là cái lời khuyên chân thành nhất mình dành cho chủ nhân mẫu bàn tay này. Đó là người nam giới, sinh năm 1979, 44, 45 tuổi rồi đấy. Tuyệt đối không lên đứng ra làm chủ, chỉ đi làm thuê, và nên càng xa quê hương thì càng tốt. Thì may ra về cuối đời hậu vận của bạn này mới có chút của ăn của để và dư dật một xíu. Nếu đương đầu ra làm chủ chỉ có thất bại ê chề nữa thôi. Và nhiều khi chán nản cuộc đời này quá, rồi phải đi tìm tới con đường xấu nhất. Và qua rất nhiều những cái video cũ của mình thì các bạn cũng thấy này, tay này có rất nhiều đường chỉ phá sản này. Một đường chỉ phá sản đậm này, nó chạy vào kẽ ngón tay này, mọi người thấy không? Rất là đậm nhé. Tiếp theo này, có một đường xuất phát ở Gò Thái Dương này, đấy, nó chạy xéo này, bắt đầu nó cũng chạy vào kẽ ngón tay này. Toàn là dấu hiệu số phá sản thôi, thất bại thôi. Thôi, mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hy vọng những điều mình vừa chia sẻ đến cho mọi người sẽ đem lại cho mọi người một cái nhìn mới mẻ và bổ ích đối với cái khoa xem chỉ tay nhân tướng học này. Bạn nào thấy video thật hay, hữu ích thì hãy nhấn cho mình một nút đăng ký để mình có thêm thật nhiều động lực nữa, tạo thêm nhiều video hay nữa để chia sẻ đến cho mọi người. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.